Vâng, sau đây thì khách hàng sẽ mở hộp vang DSP FBX100 và cục đẩy Yamaha P3500. Và sau đó test để chuẩn bị gửi cho khách. Đây là vang DSP FBX100. Hàng mới 100% các bác nha. Các anh sẽ khuyến mại cho các bác hai dây kết nối. Các bác có thể dùng bác cần dây hai đầu như này cũng được, hoặc là dây hai đầu như này cũng được các bác nhá. Thế nào cũng được. Vàng DSP100 giá 1.350.000, mới 100%. Khuyến mại hai dây kết nối các bác nhá. Mới nguyên hộp các bác nhé. Vàng DBX FBX100 là chống hú và vang cực hay nha các bác nhé. Tuyệt vời, trong tầm giá 1.350.000, giá khách hàng bán là rẻ nhất rồi. Trong này còn có dây nguồn, mấy sách giấy hướng dẫn sử dụng thôi. Tiếp theo là cục đẩy Yamaha P3500S nhập khẩu Trung Quốc. Đây, dây điện thoại các bạn ạ. Cục đẩy đây coi nha. Rất là nặng. Khá là nặng nên là thao tác rất là khó khăn. Tiếp sau đây thì sẽ hướng dẫn các bác kết nối vang và cục đẩy các bác nhé. Em sẽ dùng cái dây kết nối loại này nhé các bác nhé. Từ vang này tín hiệu sẽ được đưa ra âm ra cục đẩy. Nhầm dây rồi các bác ơi, để em đi đổi dây nhá. Phải dùng cái dây này các bác nhá. Đây, dây này. Rồi, out của vang thì chúng ta sẽ cắm vào input của cục đẩy. Bác nào có súp hơi thì các bác sẽ lấy tín hiệu ra của đường bát out này, rồi sau đó đưa vào cục đẩy khác để đánh súp hơi các bác nhá. Rồi, tín hiệu nhạc từ điện thoại, ở đây em test bằng điện thoại thì sẽ cắm vào chỗ này. Đằng sau này có nút chỉnh chống hú các bác nhá. Bật tắt chống hú, chỉnh bass check của tổng, cả của tiếng hát và tiếng nhạc.
Vâng, em đã kết nối backup nguồn xong các anh nhé. Sử dụng cái điện thoại Samsung này rất là tiện. Khi mà cái thao tác không cần thiết thì cho tạm dừng. Sau đó thì đâu vào đấy rồi lại quay tiếp. Chứ dùng cái iPhone tiếng thu nó hay hơn, tuy nhiên là phải quay liên tục, nó rất là phiền phức. Em quay video xong là chỉnh sửa một chút bằng điện thoại, sau đó thì up luôn nhé các bác nhé, không phải đưa lên máy tính, nó mất rất là nhiều thời gian, không có thời gian để làm như vậy. Em chưa giới thiệu cái cung đẩy P3500S này giá chỉ 2.650.000 các bác nhé. Giá sản phẩm đây là giá tại cửa hàng, chưa có bao gồm phí ship, các bác mua thì bác phải tính thêm phí ship các bác nhé. Mọi thông số của vang em đều để ở mức giữa các bác nhá. Các bác về các bác chỉnh làm sao cho nó phù hợp thì thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cục đẩy này em đang ghép với cặp loa BB850 các bác nhá. Cục đẩy này kéo cặp loa thì quá là nhàn luôn. Kéo 4 con thì cũng quá là nhàn luôn. Đây có 2 con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đèn đỏ này là không phải báo quá tải đâu các bác nhá. Khi mà có những cú chống mạnh thì nó sẽ nháy đỏ lên. Nó bán là cú đập mạnh. Chứ còn kể cả các bác cho hết cơ nó cũng cú đẩy nó cũng không hề nóng các bác nhá. Cho nên là quá tải hay không thì các bác phải sờ cái cú đẩy xem nó có nóng hay không. Sau đây thì em sẽ hát một chút thôi nhá, mỗi bài một chút thôi. Hát nhiều thì cái video dính bản quyền rất là phiền phức. Các bác thông cảm nhá. Các bác mua hàng xin hệ số máy 0964867866 để gặp nhân viên bán hàng. Các bác mua hàng thì để nhân viên chốt đơn hàng và các bác đặt cọc. Đối với vàng thì các bác đặt cọc trước 100.000 các bác nhé. Còn cục đẩy thì các bác đặt cọc trước 200.000. Đặt cọc rất tiện lợi bằng thẻ cào Viettel cũng được, hoặc chuyển khoản cũng được các bác nhé. Các bác đặt cọc bao nhiêu trừ đi bấy nhiêu. Các bác nhận hàng vui lòng thanh toán thêm tiền ship qua bưu điện. Bây giờ là 7 giờ rồi, 19 giờ đến nơi rồi. Cũng rất là đói rồi các bạn. Hát tầm này thì chắc không ai hát được. Mà khách hàng hát thì rất là không hay. Cho nên là có gì các bác thông cảm nhá. Vang này cực kỳ là hay, chống hú. Các bác hãy đăng ký kênh Khách Hàng 866 để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Xin cảm ơn các bác. Các bác muốn biết rõ hơn về cửa hàng thì các bác theo dõi YouTube và theo dõi ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bác.